AFK Mobile, vào ngay đi chờ gì? AFK Mobile, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFK Mobile. Mark Tense là tựa game mobile Mark Tense phát hành đã thu hút hàng triệu lượt tải từ hai cửa hàng ứng dụng của Android và iOS. Game thuộc thể loại nhập vai hành động bắn súng lấy chủ đề săn zombie hấp dẫn. Trong Mark Tense, người chơi sẽ được điều khiển một cỗ xe tăng có khả năng chiến đấu cơ động. Nhiệm vụ của bạn là sống sót và tiêu diệt lũ zombie đang bủa vây. Cỗ xe tăng của người chơi sẽ được trang bị vũ khí là những nòng pháo có sức mạnh tiêu diệt kẻ thù. Trong quá trình chơi, game thủ có thể thu thập và nâng cấp rất nhiều nòng pháo với số lượng lên đến 40 loại khác nhau. Cơ chế nâng cấp nòng pháo trong game cũng rất đa dạng, đủ để người chơi tùy biến gia tăng sức mạnh cho chiến xa của mình. Phong cách chơi của Mark Tense đi theo hướng arcade hành động với lối chơi đơn giản nhưng dễ gây nghiện. Các trận đấu được diễn ra với nhịp độ nhanh, hấp dẫn và đòi hỏi sự khéo léo của game thủ để vượt qua thử thách. Ngoài chế độ chơi vượt ải, Mark Tense cung cấp nhiều chế độ chơi khác nhau như săn boss hoặc cho phép PvP cùng bạn bè. Về mặt đồ họa, Mark Tense sở hữu những hình ảnh 2D đơn giản nhưng có hiệu ứng chiến đấu cực kỳ sống động. Được điều khiển xe tăng tiêu diệt hàng trăm con zombie với những hiệu ứng cháy nổ khắp màn hình chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Các điểm đặc sắc của game: thể loại arcade hành động lấy chủ đề xe tăng và zombie, thu thập hơn 40 nòng pháo cho xe tăng, nâng cấp cho sức mạnh cho nòng pháo, vũ khí đa dạng, nhiều bổ trợ cho người chơi, chế độ PvP cạnh tranh cùng bạn bè. Chỉ độc quyền ở AFK Mobile, không mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bí, quá tới thế cao, cho nhiều quá đi.